Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tranh cãi về việc áp dụng giá đất vụ cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn doanh nghiệp cùng hiến kế để chuyển đổi số. Bộ Công an đưa ra khuyến cáo những việc cần làm ngay khi phát hiện nhà bị cháy. Triệt xóa nhiều đầu mối phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười. Đức viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Sau 4 ngày xét xử, theo báo An ninh Thủ đô, vụ án giao đất giá rẻ xảy ra tại Bình Thuận gây thất thoát hơn 45 tỷ đồng cho nhà nước. Chiều ngày 17 tháng 5 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết đối với các bị cáo. Viện Kiểm sát đánh giá những sai phạm của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, để lại dư luận xấu và ảnh hưởng đến tính chặt chẽ của quy định quản lý đất đai của nhà nước. Việc đưa các bị cáo nguyên là cựu cán bộ lãnh đạo địa phương thể hiện tính răn đe của pháp luật, không có vùng cấm. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, khu đất trong vụ án vốn là nghĩa địa, nhiều mồ mả, hố sâu khi di rời hài cốt nên không mỹ quan, các nhà đầu tư không quan tâm, dính tới yếu tố tâm linh nên khó đấu giá. Trong khi đó, áp lực thu ngân sách của tỉnh lớn nên các bị cáo trong vụ bán cho Tân Việt Phát vì mục đích chung, vì tỉnh chứ không vụ lợi. Theo báo tin tức, trước những vụ cháy nhà dân xảy ra thời gian qua, nhất là hai vụ cháy mới đây tại Hà Nội và Hải Phòng làm 7 người tử vong. Ngày 14 tháng 5, Bộ Công an đã khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn. Theo Bộ Công an, thông thường, các lối thoát đến nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liền kề gồm lối ra cửa chính của căn nhà, lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng, lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái tầng thượng để thoát sang công trình liền kề. Bên cạnh đó, gia đình cần phải dạy trẻ nên biết phải làm gì khi nghe thấy chuông báo động, khi không có người lớn xung quanh, giúp các em tập đi đến điểm an toàn bên ngoài của ngôi nhà. Chính vì thế, khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần bình tĩnh tìm nơi có lửa và khói. Nếu đám cháy nhỏ, cần tìm cách chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy, cát hoặc chăn ướt. Nếu đám cháy quá lớn, không thể dập lửa thì phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm, hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm và gọi điện thoại đến số 114. Người dân cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy vì điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến lửa bùng phát nhanh hơn. Bên cạnh đó, người dân phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy. Theo thông tin từ báo Đầu Tư cho biết, qua xét xử 87 vụ với 310 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng, tòa án các cấp đã tuyên thu hồi số tiền và tài sản trên 736 tỷ đồng. Có 257 bị cáo trong 62 vụ đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản đã chiếm đoạt gần 338 tỷ đồng. Thông tin trên được nêu tại báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác của các tòa án gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Số liệu trong báo cáo được thống kê từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ mà tòa án đã xét xử chủ yếu về tàng trữ vận chuyển hàng cấm, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sản xuất, buôn bán hàng cấm, tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản nhà nước, chú trọng tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng biện pháp kê biên tài sản và hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại. Sáng ngày 14 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài truyền hình thành phố tổ chức chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời tháng 5 năm 2023 với chủ đề Đầu tư chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố Hồ Chí Minh coi chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất. Từ lâu, thành phố đã đặt mục tiêu phát triển dựa trên nền tảng công nghệ. Năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh chi 0,78% ngân sách cho chuyển đổi số. Đến năm 2022, con số này là 0,97% và dự kiến trong năm 2023 là hơn 1%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số đồng bộ hơn, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu triển khai các ứng dụng, dịch vụ chuyển đổi số cốt lõi để triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung xây dựng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.
Ngày 14 tháng 5, theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ điều tra vụ việc xe ô tô phát nổ rồi bốc cháy khiến người phụ nữ bị thương trên địa bàn. Liên đó, khói bốc lên từ chiếc xe nên cư dân xung quanh hô hoán, chạy tới dùng bình cứu hỏa mini và vòi nước dập lửa. Bên trong xe lúc này có một người phụ nữ, người dân phải phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Sau khi nắm thông tin, Công an quận 12 đã cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động có mặt. Xe xử lý bom mìn cũng được điều động tới khu vực hiện trường. Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị Hát, tên viết tắt 45 tuổi, tạm trú quận 12. Chị Hát thuê nhà, sống cùng một người đàn ông khoảng 1 năm nay. Thời gian gần đây, cả hai nảy sinh một số mâu thuẫn, ghen tuông. Hôm xảy ra vụ việc, chị Hát nhắn tin cho người thân nói về việc muốn kết thúc cuộc sống. Hiện nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an thị xã này đã bắt giữ Nguyễn Đức Quý, 40 tuổi, trú tại xã Ba Đồn, vì dùng súng đột nhập nhà dân, gây hoang mang cho khu dân cư. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, sự việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 5 tại nhà của anh Phan Covid, 40 tuổi, trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ và được camera an ninh ghi lại. Thời điểm này, anh Vít đang ngồi ở phòng khách sử dụng điện thoại thì Quý phóng ô tô vào. Khi vào nhà, Quý liên tiếp bắn nhiều phát đạn. Theo ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn cho biết, sự việc đang được cơ quan công an thị xã tiến hành điều tra làm rõ. Trong đêm ngày 12 tháng 5, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ đối với Nguyễn Đức Quý. Ngày 14 tháng 5, theo báo Sức khỏe đời sống, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Phan Thanh Hùng, sinh năm 1992, trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quá trình điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, đối tượng này đã nảy sinh ý định đến bưu cục Phú Xá, thành phố Thái Nguyên để cướp tiền. Tại đây, Hùng giả vờ gửi hàng để quan sát tình hình. Khi thấy trong bưu cục có một nữ nhân viên, đối tượng này đã dùng dao nhọn uy hiếp để cướp tiền. Tuy nhiên, khi nhân viên này truy hô, Hùng đã ném con dao rồi bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bị người dân khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, lại nợ nần do đánh bạc nên đã tới thành phố Thái Nguyên tìm việc làm rồi thực hiện hành vi trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Vào khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 13 tháng 5, người dân ở thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực mương nước của thôn nên đã báo chính quyền địa phương. Danh tính của nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh S, tên viết tắt, sinh năm 1969, chú thôn Tân Phú, xã Quảng Phú. Thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú cho biết, ông Lê Thanh S ở một mình thường xuyên uống rượu say xỉn. Vợ ông S đang đi lao động ở nước ngoài. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc ông S tử vong vẫn chưa được xác định. Hiện lực lượng công an huyện Quảng Trạch đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông S. Ngày 14 tháng 5, theo báo Sức khỏe đời sống, Công an Nghệ An cho biết vừa đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính 59 điểm, 68 đối tượng tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh liên quan đến hành vi mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười. Đáng chú ý, trong số thuốc lá điện tử qua giám định, phát hiện có hàm lượng chất kích thích gây ảo giác mạnh và rất nguy hiểm cho người sử dụng. Trong đó, Công an thành phố Vinh phát hiện 29 vụ, 37 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử. Tang vật thu giữ gần 20.000 sản phẩm, gồm thuốc lá điện tử, tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại, đầu đốt, linh kiện, phụ kiện. Riêng Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, triệt xóa 15 đầu mối phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử bóng cười trên địa bàn huyện Diễn Châu, thu giữ hơn 17.000 chiếc thuốc lá điện tử, 45 bình khí N2O, 890 quả bóng cười, 3 bộ dụng cụ chiết khí N2O. Tạm giữ hình sự đối tượng cầm đầu đường dây là Cao Văn Thịnh, sinh năm 2003, trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành tạm giữ lập hồ sơ xử lý đối tượng cất giấu lô khí cười trong phòng trọ chờ tiêu thụ. VOV đưa tin, trước đó khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 5, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tổ chức kiểm tra phòng trọ trên địa bàn phường. Lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ thuê do Trần Anh Quốc,
21 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, có chứa 32 bình khí cười, loại 60-70cm. Trong đó, có 18 bình còn nguyên tem, chưa qua sử dụng. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Đức hôm qua công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine với giá trị gần 3 tỷ đô la Mỹ. Thông tin từ truyền hình Quốc hội cho biết, động thái này đưa ra trong bối cảnh EU kêu gọi cần đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine trước nhu cầu đạn dược gia tăng. Gói viện trợ quân sự mới của Đức dành cho Ukraine trị giá 2,97 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 30 xe tăng Leopard, hệ thống phòng không Iris-T, 20 xe bọc thép chở quân Marder, 200 máy bay không người lái trinh sát, 100 xe bọc thép và một lượng lớn đạn dược cho Kiev. Đây là gói viện trợ lớn nhất mà Đức từng gửi cho Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột. Theo đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, Ukraine hiện đang cần 1.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Ông Borrell cho rằng các nước thành viên EU cần đào sâu vào kho dự trữ vũ khí quốc gia, đồng thời giải quyết các thách thức hậu cần. Hồi tháng 3 vừa qua, EU cũng đã thông qua kế hoạch viện trợ quân sự tối thiểu 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 12 tháng. Khoảng 1 triệu viên đạn pháo và tên lửa đã được chuyển giao cho Kiev trong vòng 1 năm. Theo tờ Kinh tế Đô thị, ngày 13 tháng 5, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay lãnh đạo các nước G7 sẽ thảo luận về mối quan ngại đối với sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc trong giao dịch với nước ngoài. Dự kiến vấn đề này sẽ nằm trong thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh G7 từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. G7 gồm có Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý. Theo quan chức trên, thông cáo dự kiến bao gồm một phần cụ thể về Trung Quốc với danh sách các mối quan ngại bao gồm sự cưỡng ép kinh tế và hành vi khác. Ngoài ra, dự kiến G7 còn thông cáo đề cập các công cụ nhằm đối phó mọi sự nỗ lực cưỡng ép kinh tế từ bất cứ quốc gia nào chịu trách nhiệm. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu EU ngày 13 tháng 5 đồng ý về nhu cầu điều chỉnh lại quan điểm đối với Trung Quốc, giảm sự lệ thuộc và thúc đẩy Bắc Kinh có quan điểm cứng rắn hơn đối với chiến dịch của Nga ở Ukraine. Truyền thông Mỹ dẫn lời các cựu chỉ huy của nước này nhận định, mặc dù Washington và đồng minh hỗ trợ hàng tỷ đô la Mỹ quân sự cho Ukraine, nhưng việc đặt kỳ vọng quá cao vào những thành quả trên chiến trường có thể làm hỏng cuộc phản công của Kiev, theo thông tin từ VOV. Cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine đã được phương Tây đề cập liên tục trong thời gian vừa qua với những đồn đoán khác nhau về thời gian cũng như địa điểm chính xác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là các lãnh đạo phương Tây và Kiev đều chờ đợi một chiến thắng đáng kể. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng sức ép to lớn từ phương Tây có thể làm hỏng bất kỳ nỗ lực phản công nào trước khi nó đạt được tiến triển trên thực địa. Ông chỉ ra rằng một số quan chức quốc phòng Ukraine và thậm chí Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đều hạ thấp kỳ vọng vào cuộc phản công này. Ông Zelensky đã liệt kê ra một danh sách những phương tiện Ukraine không có đủ cho cuộc phản công, đồng thời kêu gọi phương Tây hỗ trợ nhiều vũ khí đạn dược và hệ thống phòng không hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.